với chủ đề là làm thế nào để phân nhóm khách hàng nhằm chăm sóc khách hàng một cách cá nhân hóa và tạo doanh thu lặp lại. Xin chào các anh chị và các bạn, mình là Nam Nguyễn, mình là chuyên viên đào tạo của Media Step. Thì cảm ơn các anh chị đã dành thời gian để tham dự buổi tập huấn ngày hôm nay với chủ đề là làm thế nào để phân nhóm khách hàng nhằm chăm sóc khách hàng một cách cá nhân hóa và tạo doanh thu lặp lại. Thì em xin hỏi chút xíu là bạn Hằng với bạn Trương ra tí nữa sẽ có cái phần demo. Thì nếu trong trường hợp mà mình nhờ các bạn, có nghĩa là tùy các bạn có thể làm trực tiếp trên tài khoản của các bạn, hoặc là mình có thể share quyền để mà các bạn làm trên tài khoản của mình. Thì không biết là có tiện không ạ? Hai bạn có thao tác được không? Được anh ơi. Dạ được ạ. Dạ rồi, cảm ơn các bạn ha, nhưng mà đi tiếp nha. Ý nghĩa của bài học ngày hôm nay là thứ nhất là thường là khách hàng từ các nguồn sẽ được tập trung vào hệ thống CRM. Giống như là các anh chị đang kinh doanh thì các anh chị có thể bán hàng trên Facebook, Zalo hoặc là trên những cái sàn thương mại điện tử, Shopee, Lazada và cụ thể là trên website. Thì thông thường thì khách hàng từ nhiều nguồn đến thì các anh chị sẽ lưu thông tin khách hàng tập trung là một mối, đó là CRM, để quản lý khách hàng để được tập trung hơn. Thì khi mà anh chị lưu thông tin khách hàng á, thì khi mà lưu thì mình sẽ thường thì mình sẽ gắn một thẻ cho khách hàng đó. Thì mục đích gắn thẻ là giúp là mình sẽ phân nhóm khách hàng, và việc phân nhóm này sẽ phục vụ cho cái việc remarketing và cũng như là đọc những cái phân tích báo cáo kèm theo đó. Thì cùng cuối cái buổi ngày hôm nay thì mình chia sẻ thêm một vài những cái cách mà tìm kiếm khách hàng. Thì thực tế thì nói về việc tìm kiếm khách hàng có thể là sẽ có nhiều cách khác nhau, hoặc là chị có thể là tham dự hội chợ, hoặc là chị có thể làm những landing page để lấy thông tin khách hàng, hoặc là nhiều cái có nhiều cách thức tìm kiếm. Tuy nhiên trong phạm vi bài này thì mình muốn chia sẻ thêm một số những cái cách thức tìm kiếm mà những các bạn mà đã từng, tại vì trước đây mình có dạy cho những các bạn kinh doanh cho những cái doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, thì các bạn đó cũng có chia sẻ một số cách mà để trong quá trình mà kinh doanh những các bạn đó tìm kiếm khách hàng. Thì hy vọng là những cái chia sẻ đó sẽ giúp cho các anh chị sẽ có cái góc nhìn để xem là khi nếu trong trường hợp mà mình có một cái suy nghĩ hoặc là một cái ý tưởng muốn tìm kiếm khách hàng thì mình có thể tham khảo cái cách mà những người khác đã chia sẻ lại. Như vậy nội dung chính ngày hôm nay thì sẽ xoay quanh cái vấn đề thứ nhất là sao mình sẽ thu thập thông tin khách hàng từ các nguồn, từ các kênh khác nhau. Sau đó là mình sẽ phân nhóm khách hàng. Và thông tin khách hàng ở đây thì các anh chị lưu ý ha, với phiên bản mới 3.7 của GoSell thì là trước đây á, khi nói về thông tin khách hàng sẽ tập trung chủ yếu là cái kênh mình bán hàng á, mình tập trung là B2C. Cho nên tại thời điểm đó thông tin khách hàng sẽ chưa có về tới công ty, mã số thuế. Như hiện nay thì mình GoSell muốn các anh chị kinh doanh thì sẽ mở rộng cái tệp khách hàng ra nhiều hơn theo cái hướng cả là B2B. Cho nên là thông tin khách hàng sau này khi mà anh chị đăng nhập vào á, thì anh chị lưu ý là sau khi mà mình đã lưu thông tin khách hàng mà mình muốn khách hàng này có thêm thông tin về công ty hoặc là mã số thuế thì các anh chị có thể cập nhật thêm giúp mình. Thì một lần nữa thì các anh chị sẽ nhìn thấy một cái sơ đồ bao quát ha. Thứ nhất là mình sẽ thấy được là cái nguồn khách hàng đến từ đâu à. Cái nguồn khách hàng có thể là sẽ đến từ trang web, từ app, từ sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, hoặc là từ mạng xã hội Facebook, Zalo, hoặc là từ các landing page. Các anh chị làm những cái landing page, các anh chị chia sẻ link và anh chị thu thập thông tin khách hàng. Hoặc là nếu trong trường hợp mình bán hàng trực tiếp POS thì mình vẫn có thể thu thập thông tin khách hàng. Và khi mà anh chị thu thập thông tin khách hàng như vậy thì anh chị sẽ gắn một cái thẻ task, và hoặc có nghĩa là khi mà gắn cái thẻ task đó là một trong những cách để giúp cho các anh chị phân nhóm. Còn thứ hai là trong trường hợp thứ hai là các anh chị có thể phân nhóm theo những cách khác nhau, ví dụ như là phân nhóm theo cái ngày khách hàng mua hàng, hoặc là phân nhóm theo đơn hàng. Có nghĩa là cái việc gắn cái thẻ task này chỉ là một trong những cái cách để giúp cho anh chị có thể mà phân nhóm được khách hàng mà thôi. Vậy thì mục đích là sau khi mà anh chị đã phân nhóm rồi thì anh chị thấy á, những anh chị nào hiện tại đang sử dụng trên nền tảng GoSell thì anh chị sẽ thấy là khi mà anh chị muốn gửi một cái thông báo đẩy, có nghĩa là anh chị muốn làm cái thao tác gửi một cái thông báo đẩy, nếu anh chị có mua gói app thì lúc đó anh chị cũng cần phải chọn một cái phân nhóm khách hàng cụ thể. Hoặc là khi mà anh chị tạo một số những cái chương trình khuyến mãi thì có thể khi mà anh chị tạo như vậy thì cũng nó sẽ yêu cầu các anh chị là mình sẽ chọn một phân nhóm khách hàng nào. Hoặc là khi mà anh chị gửi một email marketing
thì email khi mà chị gửi như vậy thì chị cũng biết là email marketing hiện nay là một ngày thì sẽ chỉ chấp nhận cho các anh chị gửi khoảng tầm 200 email thôi. Thì nếu mà trong trường hợp cái tệp danh sách khách hàng của chị có rất là nhiều thì lúc đó mình cũng phải buộc phải cân nhắc xem là mình sẽ lựa chọn đối tượng khách hàng nào để mình có thể triển khai mình làm những cái hoạt động marketing. Và tiếp theo là cái việc phân nhóm khách hàng nó cũng là mục đích để giúp cho các anh chị mình lọc báo cáo, mình xem báo cáo, ví dụ như thực tế nha, chẳng hạn như là thường mình sẽ quan tâm tới là khi mà khách hàng mình phân loại khách hàng thì có thể có nhiều cách phân loại khác nhau. Chẳng hạn như có những khách hàng họ mới tiếp cận mình thôi, họ mới biết, họ mới hỏi thông tin thôi nhưng mà thật sự họ chưa có mua, có thể là họ là một cái khách hàng tiềm năng. Hoặc là có những khách hàng thì họ đã hỏi, họ mua rồi nhưng mà họ mới mua lần đầu thôi. Sau đó thì mình vẫn mong muốn là những khách hàng đó mình sẽ làm những hoạt động marketing để mình tiếp thị lại, hoặc là mình gửi những cái chương trình ưu đãi, mình mong muốn là họ là những khách hàng lặp lại mua nhiều hơn để sau này họ có thể là một khách hàng thân thiết. Và kế tiếp theo là mình mong muốn những khách hàng đó có thể là giới thiệu thêm những khách hàng khác cho mình. Thì thông qua cái việc phân tích, đọc phân tích báo cáo đó thì mình có thể sàng lọc được những cái tệp khách hàng theo những cái tiêu chí mà mình mong muốn. Như vậy thì thực tế nếu mà trong trường hợp mà nói về phân nhóm khách hàng á, thì các anh chị sẽ phân nhóm khách hàng như thế nào? Thì thử mong các anh chị ở đây chia sẻ một chút xíu ha. Ở đây hiện tại trong cái buổi tập huấn ngày hôm nay thì mình thấy có bạn Trương, bạn Hằng thì cũng mới tương tác rồi. Thì mình thấy có hai bạn mới thêm là bạn Khoa Vũ và bạn bạn Trí à. Thì mà em mình xin hỏi bạn Khoa được không ạ? À? Bạn Khoa có thể tương tác một chút xíu nha, giúp mình được không? Alo, bạn Hoa có đó không ạ? À? Bạn bạn Vũ Hoa. Dạ, còn bạn bạn Trí có đó không mà bạn Bùi Thất Chi. Cái lỗi mình thấy một cái nickname. À dạ, chào bạn. À, xin lỗi là bạn bạn Trí, bạn bạn bật mic tương tác được không? Hay là bạn không tiện mà chỉ thể chat thôi? À chat thôi à. Dạ rồi, cảm ơn bạn ha. Hiện tại thì bà bạn như vậy cho xong mình xin phép gặp bạn Hằng được không ạ? À, xin chào bạn Hằng ạ. Xin chào ạ. À, hiện tại thì không biết là bạn Hằng có đang ứng dụng trong nền tảng WhatsApp của mình đó, thì bạn có làm những cái thao tác về phân nhóm khách hàng không ạ? Dạ, hiện tại thì cái phần mềm này mới nên là em chưa có làm cái phần đó. À vậy hả? Có nghĩa là bạn Hằng bữa nay là do mình mà mình mới xài thôi đúng không? Dạ Cho vâng nên ạ. chưa ứng dụng đúng không ạ? Rồi, Dạ cảm ơn bạn Hằng nhiều ha, không sao hết trơn á, thì mình chưa có ứng dụng thì mình mới tham dự cái buổi tập huấn này đúng không ạ? Và nếu trong trường hợp mà bạn có sử dụng rồi thì bạn cứ chia sẻ thêm. Thì thật ra thường trong mỗi buổi tập huấn như vậy, ngoài cái việc nói về cái phần chính á là về phân nhóm khách hàng, thì tập huấn viên có thể chia sẻ thêm một số những thông tin thêm, hoặc là có thể liên kết. Tại vì thực sự khi mà cái nền tảng này nó sẽ có những cái phần nó liên kết với nhau, những tính năng khác nhau, cho nên là cho dù có thể là bạn sẽ biết một tính năng này rồi á, nhưng khi mà mình chia sẻ thì có thể bạn cảm thấy đâu đó nó sẽ giúp ích cho các bạn trong những cái hoạt động khác nữa, chứ không chỉ riêng cho cái việc phân nhóm. Cảm ơn bạn Hằng nhiều ha, thì mình xin phép được đi tiếp. Thì tí nữa nếu mà tiện thì mình có thể là giao cái quyền chia sẻ màn hình cho bạn Hằng, để bạn Hằng có thể mình bạn có thể tao thao thao tác trực tiếp trên nền tảng Excel luôn với mình luôn ha. Rồi, như vậy là thông thường thực tế khi mà nói về việc mình định phân nhóm khách hàng á, thì có thể là mình sẽ đưa ra một cái số những tiêu chí sau đây. Ví dụ như là tiêu chí về mặt thời gian nè, đúng không ạ? Thời gian có thể là thời gian là cái khách hàng đó họ có thể là họ mới mua cái sản phẩm của mình, hoặc là khách hàng họ mới mua cái sản phẩm đó dựa vào một cái dịp nào đó, chẳng hạn như là sắp tới là cái ngày lễ về Quốc tế Phụ nữ ngày 20 tháng 10 đúng không ạ? Hoặc là sắp tới có thể là một cái ngày về nhà giáo Việt Nam. Các anh chị trong kinh doanh buôn bán, các anh chị có thể là có những cái ý tưởng đưa ra về những cái chương trình ưu đãi promotion gì đó, và trong cái dịp đó khách hàng họ bắt đầu họ mua hàng, thì anh chị muốn đo lường được được cái lượng khách hàng mà mua hàng tại những cái thời điểm như vậy, để anh chị biết là trong năm sau mình có thể triển khai những hoạt động mình có nên triển khai những hoạt động tương tự hay không, tại vì năm nay mình làm mình cảm thấy hiệu quả. Thì đó cũng là một trong những cái tiêu chí để anh chị quyết định là mình có nên làm cái phân nhóm khách hàng đó hay không. Thứ nhất là về mặt thời gian,
À, cái thứ hai thì có thể là anh chị phân nhóm theo cái sản phẩm mà khách hàng đã mua. Chẳng hạn ví dụ như anh chị tung một cái sản phẩm mới, một sản phẩm new arrivals, một cái sản phẩm mới. Và khi mà mình tung được cái sản phẩm mới như vậy thì mình có thể mình tốn những cái một chi phí quảng cáo quảng bá đúng không ạ? Và khi khách hàng mua về mua thì mình có thể là mình gắn một cái thẻ để mình xác định được là cuối cùng mình tổng kết lại xem là cái lượng khách hàng là cái nhóm khách hàng đã mua cái sản phẩm mới đó là bao nhiêu, thì cũng là một trong những tiêu chí để mình có thể gắn cái thẻ là dựa vào sản phẩm. Cái thứ ba là mình có thể là gắn thẻ dựa vào đặc điểm khách hàng. Cái này thì mình có thể chia sẻ sẽ thêm thôi nha, tại vì nói về đặc điểm khách hàng thì tùy mỗi người kinh doanh, mỗi người sale á, thì có thể là anh chị sẽ có một cái tiêu chí xác định khác nhau. Mình ví dụ như trước đây khi mà mình làm trong cái lĩnh vực dịch vụ đúng không, thì trong lĩnh vực dịch vụ của mình đó, thì lúc đó cái người chủ đó, họ sẽ có cái quan điểm, họ phân ra cái ba loại khách hàng, tức là và mỗi loại khách hàng này họ gán trong cái màu, thứ nhất là màu đỏ, thứ hai là màu xanh và thứ ba là màu vàng. Thì màu đỏ đây là gì? Màu đỏ đây là khi mà những khách hàng mà trong cái quá trình mà trao đổi thương lượng về mặt giá cả hoặc là buôn bán á, họ cảm thấy những cái người này rất là gọi là màu đỏ, nó tượng trưng cái sự aggressive, cái sự nóng nảy vội vàng, mà thường là mình gán cho những người ví dụ như là làm những cái chức có chức vụ quyền hạn, ví dụ giám đốc chẳng hạn. Thì thường những cái người này họ có cái đặc điểm là họ muốn là đi thẳng vào mặt vấn đề, tại vì họ không không quan tâm về giá. Nếu họ cần cái gì là họ muốn cái người sale họ phải đưa ra đúng những cái mà là đặc điểm hoặc là những cái tính năng của sản phẩm ngay cho họ biết. Thì những người này họ khá là aggressive thì họ gán cho một cái đặc điểm khách hàng này là màu đỏ, thì có thể là anh chị sẽ gắn một cái thẻ tag màu đỏ cho cái nhóm khách hàng này. Cái khách hàng thứ hai là những khách hàng màu xanh. Màu xanh ở đây là để dùng cho chị ám chỉ cho những người mà khá là học kỹ tính á, chẳng hạn ví dụ như anh chị nào mà làm về cái ngành kế toán nào, hoặc là kiểm toán, một số anh chị làm về số liệu thống kê đó, thì thường những cái người này họ sẽ rất là chỉ tỉ mỉ chi tiết và họ sẽ đặt ra rất là nhiều câu hỏi và buộc mình phải giải đáp kỹ càng. Thì những cái người này có thể là mình họ sẽ khe rất là nhiều thứ, họ sẽ quan tâm tới những vấn đề về chất lượng, đặc điểm, về giá cả, tất cả mọi thứ, và mình phải phải thôi phải dành nhiều thời gian và sự tư vấn đối với khách hàng này, thì mình có thể gắn một cái thẻ là thẻ màu xanh cho họ. Và cuối cùng là cái thứ ba của mình đó, là theo kinh nghiệm làm việc của mình thì lúc đó họ sẽ gắn một cái thẻ màu vàng là dành cho những cái người khách hàng rất là dễ tính mà mua hàng theo cảm xúc. Chẳng hạn ví dụ có thể là một số những cái một số anh bạn nội trợ đó, thì họ rất là dễ dàng, đôi khi họ chỉ cần thích một cái sản phẩm hoặc là thích một cái dịch vụ gì đó về mặt cảm xúc thôi là họ đã quyết định họ mua ngay, chứ họ cũng không có chất vấn mình nhiều, họ cũng không đào sâu ra nhiều về thông tin. Thì đó có nghĩa là cái việc mà anh chị xác định đặc điểm của một khách hàng và đưa ra những tiêu chí để gắn thẻ như thế nào, thì có thể tùy theo trong cái hoạt động kinh doanh mà các anh chị có thể là tự mình đưa ra và mình gắn những cái thẻ đó. Cái tiêu chí thứ ba là tiêu chí về mặt đơn hàng, thì các anh chị có thể là xem là nhầm một khách hàng đó họ thường họ mua hàng của mình nó bao nhiêu đơn hàng, hoặc là cái giá trị đơn hàng là bao nhiêu. Có nghĩa là mình căn cứ vào đó để mà mình có thể phân ra những cái nhóm khách hàng dựa vào số lượng đơn hàng hoặc là tổng giá trị đơn hàng. Và cái cuối cùng ở đây là một trong những cái tiêu chí cũng khá là thú vị, có nghĩa là dựa vào nhân viên. Thì anh chị biết nè, mình ví dụ nha, ở trong cái nền tảng phone sale của mình có một cái nền tảng gọi là có một cái phần là go call đúng không ạ? Những anh chị nào mua cái gói go call thì gói go call mục đích là để hỗ trợ cho các anh chị ngoài cái việc là nghe tổng đài, thì là có một cái tính năng nữa là bán hàng qua điện thoại. Có nghĩa là trên nền tảng của sale các anh chị gọi điện thoại ra anh chị hoặc là chị tiếp nhận điện thoại vào thì anh chị nhập thông tin, chắc hẳn người ta gọi điện thoại tới thì đầu tiên mình xin thông tin tên, thông tin số điện thoại, email, một số cái thông tin, và mình sẽ có thể là tư vấn cho họ. Và khi mà mình nghe những cái thông tin như vậy, những bạn tổng đài nghe những thông tin như vậy, thì mình có thể là sau đó là mình có thể ở sai, có nghĩa là mình gán cho những cái tập khách hàng đó, và mình có thể giao lại cho những cái nhân viên nào đó mà sau này, tại vì nhiều khi người ta gọi đến thì người ta không có mua liền mà một hai bữa sau người ta mới mua đúng không ạ, thì có thể cái dữ lượng data đó mình có thể gán cho những cái bạn nhân viên để sau này những bạn nhân viên đó có thể gọi lại chăm sóc khách hàng và bán hàng cho khách. Thì đây là một một năm những cái tiêu chí đưa ra gợi ý cho các bạn để các anh chị nghĩ là xem bây giờ nếu trong trường hợp mà yêu cầu các bạn phải quyết định là phân nhóm khách hàng, thì anh chị có thể dựa vào đây để anh chị có thể tham khảo và anh chị tiến hành phân nhóm.
Như vậy là mình tóm tắt lại những cái ý ở đây ha. Ví dụ như là ngày khai trương nè, thời gian là mình có thể căn cứ vào ngày khai trương nè, ngày tung sản phẩm mới, ngày lễ nè. Hoặc là ở đây sản phẩm thì có thể là sản phẩm chủ đạo hay là sản phẩm phễu. Thì anh chị biết ra những anh chị nào mà bán hàng trên sàn á, đặc biệt là sàn Shopee á, anh chị cũng biết là bán trên sàn Shopee thì thường là cạnh tranh về giá rất là lớn. Cho nên là một số những cái chiến lược của những người bán hàng là người ta chọn một số sản phẩm phễu, có nghĩa những cái sản phẩm phễu là những cái sản phẩm nhằm để mà thu hút khách hàng đến biết tới cái cửa tiệm của mình thôi, chứ người ta cũng không có thu được lợi nhuận nhiều bao nhiêu hết, mà chủ yếu là những người ta đưa dựa vào cái sản phẩm chủ đạo, đúng không ạ? Cho nên khi mà người ta bán được cái sản phẩm chủ đạo, người ta sẽ đo lường rất là kỹ là đối tượng khách hàng nào đã chấp nhận bỏ tiền ra để mà mua những cái sản phẩm chủ đạo của họ. Thứ ba là phân loại theo đặc điểm khách hàng ha, thì sau đó anh chị đánh giá, thì lúc nãy mình đã đưa ra cái ví dụ rồi. Tiếp theo là mình sẽ đưa ra tiêu chí theo số lượng là đơn hàng, theo giá trị đơn hàng. Và cuối cùng là giao cho nhân viên phụ trách một nhóm khách hàng, thì mình cũng thể gắn thẻ vào cái khách hàng đó để sau đó mình phân nhóm ha. Và cái mục đích cuối cùng là sao ạ? Sở dĩ mà mình có cái việc mà tiến hành gắn thẻ này thì là cái câu hỏi đặt ra cho các anh chị ở đây là bạn sẽ áp dụng chương trình khuyến mãi đó như thế nào đối với mỗi nhóm khách hàng, là tùy các anh chị ha, mình sẽ cân đong đo đếm lại ha. Thì thông thường cũng có rất là nhiều những cái yếu tố mà các anh chị phải cân nhắc, tại vì nhiều khi mình cũng sẽ cân nhắc về vấn đề chi phí mình phải bỏ ra sao, đúng mà lợi nhuận mình thu về như thế nào, thì lúc đó anh chị mới quyết định được là anh chị sẽ áp dụng chương trình khuyến mãi đó, mà áp dụng cái chương trình khuyến mãi nào là phù hợp nhất. Tiếp theo thì mình sẽ là cái phần hướng dẫn thao tác trực tiếp trên GoSell. Cho nên bây giờ mình xin phép mình chuyển qua nền tảng GoSell nha các anh chị. Ở đây là mình đã chuyển qua nền tảng GoSell. Thì trước khi mình chuyển qua nền tảng GoSell thì mình xin được xác nhận một chút xíu. Để cái lúc mà mình chuyển qua nền tảng GoSell rồi thì không biết là anh chị có thấy được hiện tại là nền tảng GoSell không ạ? Nếu trong trường hợp anh chị thấy được đúng là nền tảng GoSell thì anh chị vui lòng đánh số số 5 vào chatbox giúp mình được không? Nếu anh chị thấy được, rồi cảm ơn bạn nhiều ạ. Cảm ơn các anh chị. Dạ rồi, mình an tâm rồi ha, có nghĩa là anh chị thấy đúng cái nền tảng GoSell rồi. Thì đầu tiên á, mình nhắc là anh chị lại chút xíu ha, anh chị thấy nè. Nói về mặt khách hàng nha, tại vì đầu cái buổi á, thì mình cũng có xác định với anh chị là thông thường khi nói về e-commerce thì có thể anh chị sẽ nghĩ tới cái hướng là bán hàng B2C, và trước đây cũng vậy, trên nền tảng GoSell thì anh chị sẽ thấy là em ví dụ nha, bây giờ mình tạo một khách hàng mới, anh chị mở ra. Anh chị sẽ thấy thông tin là ví dụ tên nước nè, là họ tên, giới tính, số điện thoại, ngày sinh, email, địa chỉ, Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó anh chị có thể gắn một cái thẻ ha, giống như lúc nãy mình nói cái tab, cái thẻ. Sau cái ghi chú anh chị lưu lại. Còn thêm đây là anh chị có được thông tin khách hàng. Thì trước đây á, anh chị, hoặc là hiện tại bây giờ như vậy anh chị tạo ra, thì anh chị thấy là nếu trong trường hợp khách hàng của anh chị là khách hàng B2B thì người ta cần phải có tên công ty và mã số thuế. Thì nếu mà trong trường hợp mà anh chị cần phải nhập tên công ty và mã số thuế thì anh chị vui lòng sau khi đã tạo khách hàng mới rồi, anh chị lưu lại, thì anh chị cứ mở khách hàng đó ra. Ví dụ đây nè, mình đã tạo khách hàng đó rồi thì mình mở khách hàng đó ra. Và khi anh chị mở khách hàng đó ra thì mục đích mở ra thì có thể là anh chị sẽ muốn điều chỉnh, đúng không ạ? Hoặc thêm mới. Thì anh chị sẽ thấy là khi mà anh chị mở ra như vậy á thì nó sẽ có một trường là anh chị có thể nhập tên công ty nè, anh chị thấy không? Công ty trách nhiệm hữu hạn, ví dụ ở đây nè ha, Nguyễn Văn Dũng mình ví dụ nha, có nghĩa là cho nhập tên công ty và mã số thuế luôn, 0302 gì đó. Mình giả sử là như vậy nha. Như vậy anh chị lưu ý giúp mình ha, có nghĩa là hiện hiện tại cái version 3.7 của GoSell là cho phép anh chị cập nhật thông tin tên công ty và mã số thuế. Cho anh chị lưu ý giúp em về vấn đề này này. Rồi em sẽ em lưu lại như vậy là cái ý đó, cái ý thứ nhất về khách hàng rồi. Cái thứ hai á là anh chị thấy nè, khi anh chị vào cái phần mà tất cả khách hàng á thì thường á lúc nãy mình nói là sao phân nhóm khách hàng nó sẽ liên quan tới cái vấn đề là báo cáo, đúng không ạ? Mà muốn xem báo cáo thì một trong những cách xem báo cáo là anh chị vào cái phần tất cả khách hàng nè, anh chị tìm từ khóa để tìm kiếm khách hàng. Mình có thể tìm theo tên, số điện thoại, mã vạch, tên công ty, mã số thuế nè, cho phép mình tìm ha.
là anh chị có thể là mình qua cái phần ở đây nè, anh chị qua cái phần bộ lọc ở đây nè anh chị có thể lọc và anh chị chọn, anh chị thấy có cái phần phân nhóm không? Có nghĩa là nếu trong trường hợp anh chị tạo một cái phân nhóm khách hàng á, thì lúc đó anh chị có thể được quyền lọc cái phân nhóm đó. Ví dụ như bây giờ có một bạn nào đó đã tạo một cái nhóm khách hàng là hàng đồng đi, bạn đã phân nhóm là hàng đồng rồi đúng không ạ? Thì lúc đó mình muốn xem báo cáo là mình có thể lọc ra tất cả những khách hàng là hàng đồng ở đây ha. Như vậy thì anh chị lưu ý giúp mình nha, ở đây là cái ở đây mình có cái hai cái phần mình lưu ý cho các anh chị. Cái phần thứ nhất là cái phần mà anh chị có thể cập nhật thông tin tên công ty, mã số thuế là cái ý thứ nhất. Cái phần thứ hai mình nói đây là cái phần liên quan tới vấn đề báo cáo, mà liên quan tới vấn đề báo cáo thì nó sẽ liên quan tới cái vấn đề lọc, mà lọc thì nó nằm ở trong cái phần tất cả khách hàng, và anh chị có thể lọc dựa vào tiêu chí phân nhóm. Có nghĩa là nếu mà anh chị có làm phân nhóm thì anh chị hoàn toàn có thể lọc được những cái nhóm khách hàng mà anh chị đã phân ra ha. Rồi tiếp theo là cái vấn đề là em sẽ tạo một cái, em sẽ chứng minh cho các anh chị thấy là GoSell hỗ trợ cho các anh chị được trong việc tạo phân nhóm khách hàng. Thì ở đây nè, muốn tạo phân nhóm khách hàng thì anh chị vào cái phần phân nhóm, anh chị vào đây ha, anh chị vào cái phần phân nhóm ở đây giúp em. Sau khi vào cái phần phân nhóm thì anh chị sẽ thấy là ví dụ như cái ai đó đã tạo phân nhóm á, thì mình có thể kiểm tra được và mình hoàn toàn có thể là sao à, delete là xóa nè cái hình là cái thùng rác ha, cái viết là để sửa, hoặc là mình có thể xem đúng không ạ? Mình vào nhấn vào con mắt thì mình có thể xem. À, hôm nay thì em để mà dễ em, ở đây có một số chị chưa tạo phân nhóm bao giờ thì em sẽ demo một cách tạo phân nhóm khách hàng ha. Anh tạo phân nhóm khách hàng thì đầu tiên thì mình có thể là mình đặt tên, ví dụ như hôm nay là ngày 14 tháng 10 thì em để là 14 tháng 10 test ha, để cho anh chị dễ hình dung. Sau đó là cái phần đặt điều kiện. Đặt điều kiện ở đây thì nó sẽ có hai sự lựa chọn cho anh chị. Cái thứ nhất đó là có thể là tất cả các điều kiện, còn tất cả các điều kiện nếu như cái hàm all đó anh chị, tất cả ha, hoặc là một trong các điều kiện đó là hàm o đúng không? Thường mình làm cho khóa sale thì nó cũng hay có cái hàm and và hàm o đó, thì mình thấy chỗ này tất cả các điều kiện nó giống như cái hàm and nè, và cái một trong các điều kiện thì giống như là cái hàm o ha. Sau khi anh chị chọn rồi á thì lúc đó, hoặc là ở đây thì khi mà mới mở ra thì nó chỉ có một điều kiện duy nhất thôi, nếu anh chị muốn thêm thì anh chị có thể thêm những cái điều kiện vào ở đây ha. Thì mình giả sử ở đây là mình xem ở đây họ cho phép mình lọc phân nhóm theo những cái điều kiện nào. Ví dụ như thứ nhất là thông tin khách hàng nè. Thông tin khách hàng thì trong cái phần thông tin khách hàng này á, mình có thể tạo thêm một cái là cái ngày đăng ký nè, hoặc là theo cái thẻ khách hàng này, giống như cái tag á, đúng là cái thẻ khách hàng, hoặc là theo cái ứng dụng cài đặt. Theo ứng dụng cài đặt ở đây thì anh chị sẽ thấy là nó sẽ có cái phần Android hoặc iOS. Thì thực sự á, thì theo cái ứng dụng cài đặt nó cũng là một trong những cái mindset mình suy nghĩ thôi. Tại vì theo thống kê đa số người ta sẽ nhận định rằng những khách hàng á, mà họ sử dụng cái iOS đó, thì đâu đó là cái phần thu nhập của họ có thể là họ phải dính hơn một chút xíu. Cho nên là tệp khách hàng của mình khi mà mình lưu lại mà khách hàng có kê khai là họ sử dụng iOS đó, thì mình có thể đoán là chắc là những tệp khách hàng của mình họ có thể là sẵn sàng, họ có khả năng chi trả, có nghĩa là họ chấp nhận bỏ ra một cái khoản chi trả cao hơn so với những khách hàng sử dụng Android. Thì đây là những cái thống kê mang tính chung thôi, chung chung để mình có thể tham chiếu vào đó để mình quyết định là mình có thể tạo ra một số những cái combo bán hàng đó mà mình đang muốn là boost khách hàng có chi tiêu nhiều hơn, mình tạo ra những combo thì lúc nãy mình căn cứ lại xem cái tệp khách hàng của mình. Nếu trong trường hợp trong cái data khách hàng của mình rất là nhiều khách hàng sử dụng iOS thì mình có thể đoán được chắc là họ là những cái người có thể là thu nhập tốt và họ sẵn sàng chi trả những cái khoản chi trả ở mức độ cao đúng không ạ? Thì ngoài cái việc phân theo cái thông tin khách hàng á, thì mình có thể căn cứ vào thông tin đơn hàng, giống như lúc đầu mình cái này là giống như cái phần mình chứng minh cho các anh chị thấy á, nãy mình có vẽ như một hình giống như ngôi sao đúng không ạ? Một số những cái tiêu chí mà anh chị có thể làm phân nhóm. Thì ở đây thì giống như là cái phần mà mình chứng minh cho các anh chị thấy là trong nền tảng GoSell có thể hỗ trợ được cho các anh chị làm được điều này. Thì khi nói về thông tin đơn hàng thì có thể là nó sẽ là sao? Đã được giao tại một địa điểm nào đó, hoặc là ở ngoài địa điểm nào đó. Cái này là phân theo khu vực đúng không ạ? Hoặc là theo tổng số đơn hàng bằng một số tiền nào đó trong khoảng thời gian cụ thể đúng không? Hoặc là theo một cái
tổng tiền hàng, ở đây là liên quan tới tiền, lúc đầu là tổng số đơn, theo là số lượng đơn, còn thứ hai là tổng tiền hàng, đúng không ạ? Thì đó cũng là một trong những tiêu chí để mình có thể quyết định phân nhóm. Tiếp theo là theo sản phẩm đã mua. Nếu trong trường hợp mà mình chẳng hạn như thường anh chị thấy là anh chị mà tạo ra một cái landing page á, mục đích là tạo landing page là một cái trang web có một trang thôi, thì thường đa số các khi mà những người seller họ tạo cái landing page mục đích là họ muốn khách hàng tập trung vào một cái sản phẩm nào đó, một sản phẩm cụ thể, thì có thể khi mà những cái thông tin khách hàng họ thu thập được từ cái landing page đó, họ sẽ phân nhóm dựa vào cái sản phẩm mà họ đã chỉ định trên landing page. Ví dụ ở đây khi mà mình chọn một cái sản phẩm này nè, thì lúc đó những khách hàng đã mua, những khách hàng nào mua sản phẩm này đã những cái sản phẩm mà do mình chọn á, sẽ được phân thành một nhóm ha. Anh chị thấy như vậy, như vậy là khi mà mình giải thích đến cái việc mà mình để tạo một cái phân nhóm ở đây nè, thì các anh chị thấy cái thao tác đó trên nền tảng GoSell thì có dễ dàng không ạ? Nếu trong trường hợp mà anh chị thấy là thao tác dễ dàng, có nghĩa là em giải thích và anh chị cảm thấy là dễ dàng có thể làm mình có thể thực hành được á, thì anh chị vui lòng đánh số 9 vào ô chat box giúp em được không? Cảm ơn bạn Chí. À, còn có anh chị nào cảm thấy là em nói hơi nhanh không, có nghĩa là em nói thông tin hơi nhanh các anh chị nghe không có rõ không ạ? Nếu trường hợp mà em cảm thấy anh chị nào thấy em nói hơi nhanh, hoặc là những cái thao tác em làm trên GoSell á anh chị nhìn không kịp, cần em thao tác chậm lại á, thì anh chị vui lòng đánh số 0 bộ chatbot ha. Có nghĩa là nếu trường hợp em thấy số 0 thì em biết em sẽ điều chỉnh lại cái phần nói của mình, nó sẽ chậm lại. Có anh chị nào đánh số 0 không? Hiện tại trong lớp của mình là em thấy có tổng cộng là 5 anh chị tham gia buổi học. Coi như là không có anh chị nào đánh số 0 thôi à. Nếu không có anh chị nào đánh số 0 thì em xin phép được đi tiếp nha. Rồi. À, thì lúc nãy em có nói với các anh chị á, nếu thông thông thường á, thông thường thực tế là khi mà để tạo một cái phân nhóm như vậy nè, thì nó sẽ liên quan tới những cái phần mà những cái hoạt động khác cụ thể. Thì lúc nãy là mình nói, mình chứng minh cho các anh chị thấy về cái phần báo cáo, đúng không ạ? Các anh chị vào trong cái phần mà tất cả khách hàng để anh chị lập cái danh sách khách hàng theo cái phân nhóm mà anh chị đã tạo ra. Ngoài ra thì nó sẽ liên quan đến những cái một số những cái hoạt động khác. Ví dụ như bây giờ nếu mà trong trường hợp mà anh chị có một cái hoạt động, ví dụ như mình làm cái phần tiếp thị đi, ở đây nè anh chị vào cái phần làm tiếp thị đúng không ạ? Đúng không, anh chị tạo một cái chiến dịch email, em mở ra ha, tiếp thị nè, sau đó chiến dịch email, anh chị muốn tạo một cái email mới đúng không ạ? Thì thông thường anh chị thấy là muốn gửi một địa chỉ á, thì anh chị sẽ thấy là sao, khi nói tới gửi một địa chỉ email thì chị sẽ thấy là nó sẽ yêu cầu là gửi đến nhóm khách hàng. Như vậy rõ ràng là anh chị phải tạo một nhóm khách hàng, thì lúc đó anh chị mới sao mới có thể là mình có thể gửi được với các nhóm khách hàng đó, đúng không ạ? Như vậy điều này để em chứng minh cho các anh chị thấy là nếu trong trường hợp anh chị muốn làm một cái thao tác marketing nào đó, thì thường là nó sẽ đi kèm với cái việc và phân nhóm khách hàng, có nghĩa là mình phải chọn một cái phân nhóm khách hàng. Ví dụ ở đây nè, chẳng hạn ví dụ như là bây giờ em phải tạo một cái nhóm khách hàng, ví dụ một cái nhóm khách hàng đặc biệt gì đó em phải tạo đó rồi, thì lúc đó em mới tạo một cái chiến dịch email gửi được cho cái nhóm khách hàng đó. Tại vì thực tế là để mà gửi email á thì đâu đó là hiện tại trên nền tảng GoSell chỉ cho phép anh chị gửi có 200 email thôi, cho nên là buộc anh chị phải cân nhắc rất là kỹ để mình đưa ra quyết định trước khi là mình mình nên tận dụng tại vì 200 email này là hoàn toàn miễn phí, cho nên mình phải tận dụng làm sao cho nó thực sự hiệu quả. Mình phải gửi tới một cái tệp khách hàng nào đó mà mình cảm thấy là thực sự là cần thiết. Tại vì nếu mà trường hợp mà mình cảm thấy là cái gì mình cũng gửi email hết thì tạo một cái bom mail thì có thể là tâm lý khách hàng họ cảm thấy rất là khó chịu, đúng không ạ? Rồi, lúc nãy mình có nói một cái vấn đề là gắn gắn thẻ tag các anh chị, thì mình sẽ demo ví dụ cho các anh chị thấy thể dễ hình dung nhất ha, là như thế này. Mình sẽ lấy ví dụ là cái GoChat, anh chị thấy GoChat, trong GoChat sẽ có một cái tính năng ở đây là tính năng broadcast. Thì mình sẽ nhắc lại những anh chị nào có thể một số anh chị mới mua cái nền tảng GoSell thì anh chị chưa sử dụng, và những anh chị nào đã sử dụng rồi thì mình xin nhắc lại thôi các anh chị ha. Thì thưa anh chị biết là nếu trong trường hợp mà anh chị có sử dụng cái gói GoChat bên mình á và kết nối với những cái trang fan tối đa là 5 trang fanpage, và một số khách hàng họ sẽ chat
với mình. Thì thực tế là anh chị có thể cài cái automation này để mà có thể tự động phản hồi cho đến khách hàng, đúng không ạ? Và automation này sẽ cho phép hệ thống sẽ cho phép là trong vòng 7 ngày, có nghĩa là những khách hàng nào mà có tương tác với mình trong vòng 7 ngày thì nếu mà mình có cài đặt á, thì là hệ thống nó sẽ trả lời được cho khách hàng. Tuy nhiên sẽ có một cái tính năng rất là hay, đó là tính năng forecast. Mục đích của tính năng forecast này là để tiếp cận lại những khách hàng vừa mới liên hệ với mình, với lại các anh chị á, cụ thể là các anh chị là những seller, các anh chị á, trong vòng 24 giờ. Thì là nếu mà để làm được điều này thì cụ thể thì mình sẽ tiến hành như thế nào ha? Thì thông thường á, để mà mình triển khai cách thực tế thì mình sẽ thấy như thế này. Ví dụ như mình sẽ vào cái phần hội thoại đi, mình sẽ test thử nha. Mình vào cái phần hội thoại, ví dụ như mình thấy một bạn nè, một bạn nào đó đang chat với mình ở đây, tên là Nam Nguyễn nè, còn chưa ai trả lời hết, mở ra. Ví dụ đó, người ta chào bạn đúng không ạ? Thì mình có thể là xin chào. Và sau khi chào hỏi như vậy nè, mình chào hỏi như vậy thì có thể là mình sẽ xin thông tin của cái bạn đó, đúng không ạ? Mình xin thông tin các bạn đó để mình có thể tạo thông tin khách hàng. Thì ví dụ như hôm nay mình có thể tạo một cái bạn đó là ví dụ như là Nguyễn. Nguyễn Văn E. Ví dụ như hôm nay 14 tháng 10 mình nốt lại ha, vì làm demo cho mình nốt lại như vậy. Sau đó mình nhập một số điện thoại 090 8111 22345 gì đó, ví dụ là như vậy ha. Mình nhập email đúng không ạ? Và một số thông tin, nhưng mà cái mấu chốt quan trọng ở đây nè. Địa chỉ ha, mình có thể xin ra địa chỉ của bạn đó, mình sẽ lưu lại đúng không ạ? Và đặc biệt là anh chị sẽ thấy được một cái chỗ này nè, anh chị thấy cái góc phải của mình không ạ? Đây mình sẽ đây anh chị thấy là cái phần chớp chớp đúng không ạ? Nó sẽ cho phép mình gắn thẻ. Ví dụ như hôm nay là mình là 14 tháng 10 đi đúng không ạ? Hôm nay 14 tháng 10 thì mình nhập là 14 OCT, có nghĩa là 14 tháng 10, có nghĩa là mình nhập vào cái thẻ đó, mình thêm cái thẻ đó nó vào đây. Sau đó mình lưu lại. Như vậy là mình có tạo một cái thẻ thành công là 14 tháng 10 ha. Bây giờ sau khi mình tạo cái thẻ đó rồi, mình sẽ tạo một phân nhóm khách hàng. Tạo một cái phân nhóm ha, mình vào phân nhóm. Ví dụ như hôm nay là 14 tháng 10 đúng không ạ? Thẻ khách hàng nè, mình sẽ chọn là thông tin khách hàng, thẻ khách hàng bằng. Mình sẽ chọn ở đây ha. Đây, các anh chị sẽ thấy là lúc nãy mình có tạo một cái thẻ, khi mà mình chat với khách á, mình tạo một cái thẻ 14 tháng 10, thì lúc này khi mà anh chị vào á, thì lúc đó anh chị chọn ha, anh chị search tìm lại nè. 14 tháng 10 anh chị sẽ thấy đây. 14 tháng 10 đúng không ạ? Mình sẽ lưu lại. Mười bốn tháng 10 ở đây mình sẽ tạo một cái và bây giờ mình thử tìm khách hàng ha. Mình sẽ search thử nha, mình sẽ search xem là cái mình lọc đây cái phân nhóm 14 tháng 10 ở đây. Là Nguyễn Văn A 14 tháng 10, đây mình kiểm tra lại.
Ở đây là có cái thẻ 14 tháng 10 được các anh chị ha, mình lưu lại và mình kiểm tra vào trong cái phần nhà phương nhóm lúc đấy mình tạo ra. Anh chị thấy nè. Đây ha, cái phương nhóm là 14 tháng 10 chỗ này đúng không ạ? À? Và anh chị thấy là sao ạ? À? Số lượng là 1. Như vậy mình đã có một cái phương nhóm này rồi. Thì cái bước tiếp theo để mà ứng dụng trong cái trường hợp này là anh chị sẽ tạo một cái broadcast đúng không ạ? À? Và khi tạo một chiến dịch broadcast, mình sẽ cho vào đây mình tạo chiến dịch. Anh chị thấy là sao? Mình có thể chọn cái trang của mình hiện tại là trang bánh năng lượng ha. Ví dụ tên chiến dịch của mình sẽ tạo tên chiến dịch là 14 tháng 10 tại vì mình muốn gửi một cái tin nhắn đến cho khách hàng hôm nay ngày 14 tháng 10 đúng không ạ? À? Thì anh chị sẽ thấy là trên hệ thống của mình sẽ yêu cầu buộc các bạn phải thêm cái phân nhóm. Thì lúc nãy á, mình đã tạo cái phân nhóm ngày 14 tháng 10 rồi. Thì lúc này mình chỉ cần chọn cái phân nhóm 14 tháng 10 này thôi anh chị, mình chọn vào thôi. Đúng không ạ? À? Và sau đó anh chị có thể gửi ngay hoặc là anh chị có thể hẹn hẹn một khung giờ nào đó, ví dụ như bây giờ là 14 tháng 10 nè, là đúng rồi cái thời gian thì mình có thể là mình hẹn là khoảng tầm lúc 8 giờ đúng không ạ? À? Sau đó thì là một số những cái thao tác phía sau đây. Chẳng hạn ví dụ như là anh chị có thể là đặt tên đúng không ạ? À? Anh chị muốn nhắc lại là anh chị muốn tạo một cái nút mua ngay và đây là cái đường link, là thường là đây là cái đường link mà cái trang web á, mà bán hàng của các anh chị á. Ví dụ ở đây là mình đang là cái trang web mà bán năng lượng đúng không, mình muốn giới thiệu đến cho khách hàng biết. Về cái bán năng lượng thì mình có thể dán vào đây. Sau đó là cái phần hoàn tất. Như vậy á thì là mình bật cái nút này lên nè anh chị. Anh chị sẽ thấy là sao ạ? À? Cái broadcast của mình đã lên lịch được rồi, đúng không ạ? À? Và đang ở trạng thái hoạt động, có nghĩa là tí nữa khoảng tầm 8 giờ lúc đó sẽ gửi một cái message đến cho khách hàng, một người khách hàng vừa mới liên hệ với mình nhưng mà chưa có mua. Như vậy thông qua cái thao tác này mình chỉ muốn chứng minh cho anh chị một điều là khi mà anh chị muốn tạo một cái hoạt động, có nghĩa là muốn tạo một cái tính năng broadcast này thì buộc anh chị phải tạo ra một cái phân nhóm, có nghĩa là để làm được tính năng broadcast thì buộc anh chị phải tạo một phân nhóm trước. Mà để tạo một cái phân nhóm thế nào thì nãy giờ là mình đã demo cho các anh chị rồi, để mà minh chứng cho các anh chị thấy là cái tính năng phân nhóm khách hàng là cực kỳ quan trọng. Nếu trong trường hợp mình không có nắm rõ thì dẫn đến là mình cảm thấy sao được khi mà mình làm những cái hoạt động khác đó, mình tiến hành mình làm không được anh chị ha. Thì cái phần demo về phân nhóm khách hàng ở đây thì để chắc chắn là anh chị hiểu rõ thì mình xin phép mời bạn Hằng được không ạ? À? Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cái quyền nha, của mình cho bạn Hằng được không? Mình sẽ chia sẻ quyền của mình cho bạn Hằng ha. Dạ vâng ạ. Để bạn Hằng có thể làm một cái demo, có nghĩa là bạn có thể tạo một cái phân nhóm theo mà có nghĩa là mình đã gửi cho bạn rồi á, thì bạn Hằng bạn có thấy không ạ? À? Bạn có thể accept được không? À, em vào được ạ. À, rồi bây giờ bạn thử demo vào cái phần à. Nếu trong trường hợp mà bạn muốn phân nhóm thì bạn sẽ làm như thế nào ạ? Không Ban sao đầu ha, cứ bình thường bình tĩnh kiểm tra, thật ra không khó chị, cho nhiều khi các bạn nhìn chưa quen thôi chứ không không khó làm. Thôi để mình hỏi một chút xíu trước khi phân nhóm nha, mình hỏi bạn Hằng chút xíu coi bạn Hằng nhớ không nè. Lúc nãy mình có nói cái vấn đề mà bán hàng B2B á, bạn nhớ không? Dạ vâng ạ. À, thì bây giờ mình xin hỏi là nếu trong trường hợp mà mình tạo thông tin khách hàng xong á, mà bây giờ khách hàng đó là khách hàng B2B trên mình phải có thông tin mã số thuế đúng không ạ, tới công ty, thì lúc đó mình phải làm sao bạn? Mình sẽ phải vào phần phần vô chat ạ. Vô chat hả bạn? À chưa bạn ha. Thực ra là nếu mà trường hợp mà tạo một khách hàng á, thực sự là nếu mà để tạo khách hàng thì có thể từ nhiều nguồn khác nhau. Thực ra vô chat là cũng đúng á. Nếu mà bạn bán hàng trên Facebook là người ta tương tác với bạn thì bạn có thể tạo ngay ngay thôi, không sao hết. Tuy nhiên mình chỉ có nhắc một điều như thế này nè.
Có nghĩa là thường mình tạo ngay như vậy mà nhập thông tin thì tại thời điểm đó nó chưa cho phép mình nhập tên công ty mã số thuế. Và bạn muốn nhập tên công ty mã số thuế thì bạn phải vào cái phần khách hàng. Khách hàng. Đúng rồi. Sau đó giống như mình edit á, mình edit cái khách hàng đó. Ví dụ bây giờ các bạn đang vào phần khách hàng của mình nè. Bạn click chọn một cái khách hàng bất kỳ thì không sao hết, tại vì là tài khoản demo thì không sao hết. Là đó, đúng rồi. Bạn click vào bất kỳ thì lúc đó sẽ bạn sẽ thấy được cái phần nhập tên công ty và mã số thuế, đúng không ạ? Dạ. Đó, lúc đó bạn nhập xong mà bạn lưu lại. Như vậy thì mình chỉ cần mình nhắc các bạn cái ý đó thôi, để một số bạn sau này khi mà bạn thao tác á, bạn nhập xong rồi cái bạn muốn nhập tên công ty, cái bạn không thấy, bạn nói ủa sao hôm trước bạn học bạn nghe nói là được nhập tên công ty mã số thuế mà giờ không thấy gì hết, thì lý do là mình phải đầu tiên mình nhập trước rồi sau đó mình vô mình edit thì lúc đó sẽ ok bạn ha. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi tiếp theo thì bạn làm cái thao tác là mình phân nhóm đi ạ. Bạn có một ý tưởng phân nhóm gì không, thì bạn có thể làm demo thử để bạn xem mình thao tác có dễ hay không. À À, sau sau đấy thì mình sẽ lưu lại đúng không ạ? đúng rồi. Lưu cái phần Nếu đấy. bạn nhập mà tôi công ty mở như thế xong thì bạn cứ lưu lại thôi. Rồi bây giờ bạn thực hành tiếp tới cái phần phân nhóm đi. Bạn có một ý tưởng phân nhóm gì không? Hoặc là bây giờ bạn vào rồi thì bạn có thắc mắc gì bạn hỏi cũng được. Ví dụ Dạ như vâng. là bạn chưa có ý tưởng bạn làm phân nhóm nhưng mà bạn vô đây rồi bạn thấy rồi. Và bạn có những cái thắc mắc gì không thì bạn hỏi cũng được, không sao hết. À, em sẽ làm như bình thường đúng không ạ? Em sẽ nhập tên nhóm Đúng theo. rồi, ví dụ như là bây giờ trong đầu bạn bây giờ hiện tại có một ý tưởng nào đó thì bạn có thể tạo tạo đi, bạn có thể tạo theo toàn quyền theo ý của bạn được, không sao hết ha. Ví dụ như trong đầu bạn đang có một ý tưởng gì đó, bạn muốn tạo một cái phân nhóm thì bạn hoàn toàn có thể làm theo ý của bạn được. Nhóm cái này là em Mình đặt tên đó bạn, bạn đặt muốn đặt tên tên cái nhóm nhóm gì? Đúng rồi, bạn đặt tên đó, để bạn dễ tham chiếu sau này bạn đi tìm lại cho nó dễ đó. Thì bạn cứ đặt tên một cái tên nào đó và bạn đặt. Giống như lúc nãy ví dụ của mình đó, chẳng hạn như là cái tính năng broadcast mà mình muốn gửi ngày hôm nay thì mình đơn giản mình đặt tên 14 tháng 10 là ngày hôm nay để mình biết là mình có gửi một cái broadcast. Còn ở đây thì bạn có thể đặt một cái tên nhóm gì đó để bạn sau này bạn tham chiếu bạn tìm lại cho dễ thôi. Cái phần này thì mình sẽ phải vào tạo thẻ đúng không ạ? Cái này thì đúng là các bạn là thường là mình hoặc tạo thẻ hoặc nếu bạn không tạo thẻ thẻ đó thì bạn có thể là theo dựa vào những tiêu chí khác cũng được. À tại vì thẻ nó chỉ là một trong những cách để bạn giúp bạn tạo phân nhóm thôi chứ không phải là cái thẻ là một cái bắt buộc, bạn hình dung không? Ví dụ như bây giờ bạn tạo cái phân nhóm gì đó thông tin khách hàng nhưng bây giờ bạn không căn cứ vào cái thẻ mà bạn có thể bạn bạn trỏ ra đi, bạn trỏ bạn đi tìm đó. Đúng rồi, bạn bạn cái tab mà thẻ khách hàng á, cái tab là khách hàng bạn có thể mở ra cái chỗ đó, bạn vào cái chỗ thẻ khách hàng mà giúp mình đi bạn. Không không, bạn vào cái phần thẻ khách hàng á. À, đúng rồi nè, bạn có thể căn cứ vào ngày đăng ký hoặc là bạn có thể căn cứ vào một cái tiêu chí gì đó để mình tạo một cái phân nhóm. Thì mình giải thích như vậy để cho các bạn hiểu rằng không phải nhất thiết là muốn tạo phân nhóm khách hàng thì bắt buộc phải gắn thẻ, không phải như vậy, mà để tạo phân nhóm khách hàng có nhiều cách khác nhau. Còn cái việc gắn cái thẻ tag nó là chỉ là một trong những cách để giúp các bạn phân nhóm mà thôi. À. Dạ. Rồi. Là sau khi mình tạo xong đúng những cái mình mong muốn thì mình có thể lưu lại ha. Dạ. Rồi, à, cảm ơn bạn nhiều nha. Rồi, cái thao tác cũng không quá khó đúng không ạ? Chẳng qua là cái phần ý tưởng á, đúng không ạ? Cái phần ban đầu khi mình chia sẻ với các bạn là mình tạo một cái ý tưởng gì để mình tạo cái phần nhóm đó, đúng không? Thì đó là cái phần ý tưởng. Thì từ từ khi mà thực tế các anh chị kinh doanh rồi á, hoặc là trong quá trình anh chị làm thì anh chị sẽ có nhiều những cái ý tưởng để mình tạo ra những cái phần nhóm khác nhau, đúng không ạ? Dạ vâng ạ.
Rồi như vậy bạn xin phép trao lại quyền giúp mình được không? Để mình đi tiếp cái phần kế tiếp ạ. Cái này thì em ấn vào thôi anh ạ. Bạn vào cái phần xung à không, mình lấy được quyền rồi, mình lấy được quyền rồi. Dạ. Cảm ơn bạn Hằng nhiều nha. Dạ, em cảm ơn ạ. Rồi. Rồi cái phần mà hướng dẫn thao tác trên GoSell thì mình đã hướng dẫn rồi, mình xin được phép đi tiếp nha. Cái phần tiếp theo mà mình xin phép đi tiếp. Tiếp theo là cái phần chia sẻ cách thức tìm kiếm khách hàng. Thì một lần nữa thì mình cũng giải thích cho các anh chị ha, có thể là đâu đó các anh chị sẽ có rất là nhiều cách để tìm kiếm khách hàng khác nhau. Có thể là do anh chị chạy quảng cáo trên Facebook, trên Google, anh chị tham dự những event, hoặc là anh chị tạo những cái landing page đi gửi link. Có nhiều cách để mà anh chị tìm kiếm khách hàng khác nhau. Thì ở đây thì mình chỉ chia sẻ lại những cái cách của mà những cái người bán hàng họ họ áp dụng, có nghĩa là thông qua những cách này có thể là họ sẽ tìm được khách hàng. Khách hàng ở đây có thể là B2B cũng có hoặc là B2C cũng có, chỉ là một hình thức để chia sẻ với các anh chị thôi. Tại vì thông qua cái phần chia sẻ này, biết đâu anh chị sẽ tìm ra những cái ý tưởng cho riêng mình các anh chị ha. Ở đây là đầu tiên là có thể là các anh chị sẽ vào những cái trang web tìm kiếm thông tin công ty, ví dụ như là trang web là thông tin công ty.com hoặc là hồ sơ công ty.vn hoặc là doanh nghiệp mới.vn, mã số thuế.vn hoặc là thông tin doanh nghiệp.co. Thì một số những người mà họ làm về B2B á, thì có thể là họ sẽ đi vào những cái trang web này để họ tìm kiếm khách hàng. Thì mình ví dụ nha, mình có vào thử vào cái trang web là mã số thuế.com. Thì khi mình vào cái trang web mã số thuế.com này thì mình sẽ thấy được những cái thông tin, đúng không ạ? Tên công ty nè, và đặc biệt là có số điện thoại luôn và người liên hệ. Thì khi mình đã có những cái thông tin về số điện thoại và người liên hệ rồi thì những bạn telesale có thể chủ động trong việc gọi điện thoại tới để mà tiếp cận, để mà giới thiệu về sản phẩm và dịch vụ của mình. Thì đó cũng là một cách anh chị ha. Ngoài ra thì thực tế là chị sẽ thấy là hiện nay á, một số người họ sẽ sẵn sàng đăng thông tin cá nhân của mình trên nền tảng internet. Anh chị sẽ thấy thì nếu trong trường hợp đó thì làm sao ạ? Với cái một cái tâm thế là các chị đang mong muốn đi tìm kiếm thông tin, thì có phải là sao? Bạn nếu bạn muốn là một người tuyển dụng, có nghĩa là bạn bắt đầu bạn đi tìm kiếm những cái ứng viên cho mình, đúng không mày? Hoặc là sao ạ? Bạn đang muốn kết bạn, có nghĩa là bạn đang tìm kiếm thông tin của những người mà người ta đang muốn kết bạn bốn phương, đúng không ạ? Thì mình sẽ minh chứng cho điều này ha. Ở đây chẳng hạn mình vào một cái trang web là tìm việc 365. Khi mà mình vào cái trang web đó, mình sẽ thấy là thường về những cái trang web tìm việc nó sẽ có hai trường hợp. Một số trường hợp á là mình phải đăng ký cái tài khoản thì mình lúc đó mình mới chat được với ứng viên hoặc là thấy được thông tin của ứng viên. Tuy nhiên trong một số trường hợp thì là họ có thể để luôn đã cái thông tin của ứng viên ở đó. Ví dụ mình có vào thử việc làm chấm TV thì mình thấy là anh chị thấy ra đây nè, người ta để cả số điện thoại và email của ứng viên ở trên đó. Thì anh chị có thể là mình tiếp cận trực tiếp luôn, mình liên hệ được với khách hàng luôn. Thì cuối cùng thì mình xin gửi lời cảm ơn các anh chị đã dành thời gian tham dự cái buổi tập huấn ngày hôm nay. Thì hy vọng là thông qua những cái buổi chia sẻ này thì một mặt là giúp cho các anh chị biết được những cái thao tác mình sử dụng trên GoSell như thế nào. Ngoài ra những cái chia sẻ thêm của tập huấn viên thì đâu đó cũng là một mong muốn các anh chị có thêm một ý tưởng về trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình, thì giúp cho các anh chị sẽ có nhiều những cái ý tưởng khác nhau để mình có thể triển khai những cái hoạt động về marketing hoặc là bán hàng hoặc là tìm kiếm khách hàng, nó sẽ được hiệu quả hơn. Cảm ơn các anh chị nhiều.